Chào mừng các em đến với bài học trực tuyến phân môn tập đọc lớp 4. Các em thân mến, trong cuộc sống này, chúng ta không có ai hoàn hảo cả và sẽ có những lúc chúng ta mắc phải những sai lầm. Có những sai lầm có thể sửa chữa, có những sai lầm lại khiến chúng ta phải ôm nỗi ân hận, dằn vặt trong suốt cả cuộc đời này. Và ngày hôm nay, cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc mang tên Nỗi dằn vặt của Enrique để tìm hiểu xem bạn Enrique trong bài đã mắc lỗi lầm gì và cậu ấy đã dằn vặt về lỗi lầm của mình ra sao. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần luyện đọc. Nỗi dằn vặt của Enrique. Enrique lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông nói với mẹ Enrique, bố khó thở lắm. Mẹ liền bảo Enrique đi mua thuốc. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc. Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn. Em vội chạy một mặt đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà. Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. Chỉ vì mình mãi chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. Enrique òa khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em, không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng Enrique không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, em vẫn luôn tự dằn vặt. Giá mình mua thuốc về kịp, thì ông còn sống thêm được ít năm nữa. Theo Sukhom Linki, Trần Mạnh Hưởng Dịch. Vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau luyện đọc về bài tập đọc Nỗi dằn vặt của Enrique. Về phần chú thích trong bài có một từ khó, đó là từ dằn vặt. Dằn vặt làm cho đau đớn, buồn khổ một cách dai dẳng. Nghĩa trong bài tự trách mình. Các em đọc lại toàn bài và cho cô biết bài văn này chia thành mấy đoạn. Bài văn này chia thành hai đoạn. Đoạn 1, từ đầu Enrique lên 9 đến mang về nhà. Đoạn 2, bước vào phòng âm nằm đến ít năm nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu nội dung bài nhé. Các em hãy đọc thầm cho cô đoạn 1 và trả lời câu hỏi sau. Khi câu chuyện xảy ra, Enrique mấy tuổi? Hoàn cảnh gia đình em lúc đó thế nào? Câu chuyện xảy ra khi Enrique mới 9 tuổi. Em sống cùng mẹ và ông. Ông đang ốm rất nặng. Mẹ bảo Enrique đi mua thuốc cho ông. Thái độ của Enrique thế nào? Enrique vâng lời mẹ và nhanh nhẹn đi ngay. Enrique đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? Trên đường đi mua thuốc, Enrique gặp các bạn đang chơi bóng. Các bạn rủ cùng chơi. Thế là Enrique nhập cuộc. Mãi chơi nên quên lời mẹ dặn. Mãi sau em mới nhớ ra, chạy đến cửa hàng mua thuốc mang về. Cô mời các bạn đọc thầm cho cô đoạn 2 và trả lời các câu hỏi sau. Chuyện gì xảy ra khi Enrique mang thuốc về nhà? Về đến nhà,
Enrique hoảng hốt thấy mẹ đang khóc và ông đã qua đời. Enrique tự dằn vặt mình như thế nào? Enrique òa khóc khi biết ông qua đời. Cậu cho rằng vì mình mãi chơi, mua thuốc về chậm mà ông mất. Enrique kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi, bảo Enrique không có lỗi. Nhưng Enrique không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi khóc nức nở dưới gốc cây táo do ông trồng. Khi lớn lên, Enrique vẫn tự dằn vặt mình. Câu chuyện cho thấy Enrique là một cậu bé như thế nào? Câu chuyện cho thấy Enrique là một cậu bé tuy còn ham chơi nhưng rất yêu thương ông, có ý thức trách nhiệm với người thân. Cậu rất trung thực, dám nhận lỗi và nghiêm khắc với bản thân về lỗi lầm mà mình đã gây ra. Các em vừa trả lời xong các câu hỏi tìm hiểu bài. Vậy bây giờ, các em đã rút ra được nội dung của bài đọc chưa? Nội dung của bài đọc ngày hôm nay: nỗi dằn vặt của Enrique thể hiện phẩm chất đáng quý, tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm của người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. Chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi ở phần tìm hiểu bài. Bây giờ, cô và các bạn cùng nhau bước sang phần luyện đọc diễn cảm. Cô mời các bạn đọc diễn cảm cho cô đoạn văn: bước vào phòng ông nằm đến từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Các bạn chú ý, đọc đoạn văn với giọng đọc trầm, buồn, xúc động. Chú ý nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Sau khi học xong bài tập đọc này, cô hy vọng các em cũng biết cách kiểm soát hành vi của mình để không gây ra những lỗi lầm không đáng có trong cuộc sống. Mà nếu như khi mình có lỡ mắc lỗi, thì các em hãy dũng cảm nhận lỗi của mình và sửa sai để không bao giờ mắc lại những lỗi lầm ấy nữa. Ở nhà, các em luyện đọc lại bài văn và chuẩn bị bài tập đọc tiếp theo, chị em tôi. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học